Em Tuấn ở đây, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là 16 tháng 2 năm 2024 và em về được một kiện hàng. Trong đó có một số món phụ kiện cũng như là xe đạp ở trong này, vành bánh nữa các bác nhá. Thì sau đây thì em sẽ tiến hành khui cũng như là quay chi tiết và báo giá đến tất cả các bác. Bác nào mà cần đến sản phẩm nào thì các bác có thể alo cho em Tuấn qua số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại của em là 0888 391 992 và tất cả những hàng phụ kiện thì em đều bao miễn phí vận chuyển toàn quốc. Các bác có quyền là nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán các bác nhé. Hàng đúng theo mô tả của em thì các bác cũng phải nhận hàng. Đấy. Sau đây thì em sẽ tiến hành khui và sẽ quay chi tiết báo giá đến tất cả mọi người. Đầu tiên thì em sẽ có một đôi giày đến từ thương hiệu CD. Dòng này là dòng CD Short các bác nhé. CD Short và màu là màu đỏ ạ. Made in Italy, size 45. Đôi này thì là người ta còn giữ cả nguyên hộp luôn. Đây là phiên bản Limited Edition, phiên bản giới hạn. Trong này thì gồm có phụ kiện này, phụ kiện hai cái gót thay thế này, hai gót thay thế. Cái này cũng là của Ý sản xuất các bác nhé, Made in Italy. Cái này là cái cửa gió này, cửa gió phía trước, cửa gió của giày. Bởi vì giày này là đôi này là đã qua sử dụng rồi, nên là những cái chi tiết như là gót này và cái phần cửa gió này trước này nó có bị gọi là trầy xước qua thời gian, thì người ta đã chuẩn bị sẵn, người ta đã có sẵn một cái bộ sơ cua về các bác có thể thay thế cho cái bộ này. Đấy, đôi này là đế carbon, dòng CD Short là dòng cao cấp nhất của CD rồi. Đằng sau thì là có bo gót phía sau này, sử dụng hai khóa. Dòng này thì em cũng không mô tả nhiều về chức năng nữa mà em chỉ đi vào cái hình thức của đôi giày. Đây là chiếc bên phải các bác nhé, da rẻ các thứ là không có bị chảy. Đấy, đây là chân bên phải này, đây là chân bên trái, không chảy các bác nhá. Chỉ có đế thì nó có chảy xước là cái điều chắc chắn rồi, vì là đi nó tiếp xúc với mặt đất thì chắc chắn là sẽ có chảy xước. Can này cũng có sẵn can của Shimano, can này là cũng là can dùng rồi, thì em cũng kèm theo giày luôn cho các bác. Size 45 thì em sẽ đo cái kích thước lót thực tế để cho các bác lựa vào cái kích thước bàn chân của mình. Size 45 thì cái lót trong của nó là dài 28 này, nên là các bác có chiều dài bàn chân từ 27 trở xuống, các bác đi mẫu giày này là vừa chân các bác nhé. Chân dưới 27cm. Đấy, sổ sách các thứ là bên trong là còn đủ luôn. Sổ của CD Short này, và một túi đựng giày các bác nhé. Và đôi này thì em sẽ để cho các bác, em sẽ để cho các bác với giá là 3,8 triệu. 3,8 triệu rồi này. Mã số 1 là 3,8 triệu các bác nhé. Giá không thể tốt hơn nữa rồi. Đây em có một đôi CD nữa này. Đôi này thì người ta đang sử dụng cái hộp là hộp của dòng CD MTB, nhưng mà cái đôi bên trong thì nó là CD cao các bác nhé. CD cao size 40.5. Trong này thì cũng có đầy đủ sổ sách và giấy tờ của giày từ lúc ban đầu, lúc chủ cũ người ta mua là nó có đầy đủ rồi. CD cao màu đen, đôi này là hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Hàng chưa qua sử dụng. Size 40.5. Màu đen bóng. Hình thức thì không phải bàn về hình thức nữa rồi, bởi vì nó là giày chưa qua sử dụng. Em sẽ đo cái kích thước lót thực tế bên trong để cho các bác lựa vào cái kích thước bàn chân của mình này. CD nó là mệnh danh là một cái thương hiệu nồi đồng cối đá rất là bền các bác nhé, siêu bền luôn. Cái kích thước lót bên trong nó là tầm 24,8. Thì các bác có chiều dài bàn chân khoảng 24 đổ về là đi mẫu này là ok. Đấy, các bác có chiều dài bàn chân 24 trở lại các bác nhé. Đôi này thì em sẽ để cho các bác với giá là 2,7 triệu. Mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 là 2,7 triệu. 2,7 triệu cho đôi CD cao. Hôm nay em có khá là nhiều giày về các bác nhé. Cái này là mã 47 nhé. Mã 47 nó là một đôi Shimano. Em có cái file thống kê ở trên này. Trên điện thoại em có cái file thống kê này thì nó sẽ có giá em mua
thì em sẽ cân đối để báo giá đến các bác sao mua cho những cái sản phẩm giá nó sẽ hợp lý. Đôi Shimano đôi là đôi RC3 các bác nhé, RC3 màu đỏ. Hàng này hàng cũng là hàng dùng rồi, đế là còn bẩn nguyên, chưa có vệ sinh gì hết. Đây là em khui trực tiếp ở trong thùng ra. Còn một cái chân một chiếc ở bên phải nữa. Đây là chiếc bên phải. Màu đỏ các bác nhá, màu cực kỳ hiếm luôn. Cái dòng Shimano RC3 này màu đỏ này cực kỳ là hiếm, rất là ít, hầu như nó chỉ có màu đen và màu xanh than là nhiều. Phiên bản này cũng hình như nó là phiên bản giới hạn thì phải. Bác nào mà hợp màu hợp mệnh thì có thể lựa chọn cái mẫu giày này. Size của nó là size 42 các bác nhá. Size 42 dành cho chân là 26, dành cho chân 26 đi là đẹp nhất. Chân dưới 26cm các bác đi mẫu giày này là vừa chân. Đấy. Đôi này thì em sẽ để giá đâu. Đôi này giá là 2,2 triệu các bác nhé, 2,2 triệu. Mã số 3 để 2 triệu đi, 2 triệu cho đôi RC7 màu đỏ, rất là hiếm luôn. Số 86. Cũng là một đôi giày. Đôi này như là đôi MTB. Nó là một đôi MTB của hãng gì đây? Của Shimano ạ. 86. Một đôi MTB của Shimano các bác nhá. Cực đẹp luôn, đã sẵn can MTB luôn. Các bác có thể đi với pedal thường cũng ok các bác nhé. Dòng này thì cái mặt phẳng tiếp xúc nó rất là lớn nên là các bác đi với bàn đạp thường cũng được, mà đi với bàn đạp cá MTB cũng ok. Sử dụng khóa các bác nhé, khóa vặn, khóa ba này. Kiểm tra cái size số của đôi này. Đôi này nó có size là size 42, dành cho chân khoảng 26 trở về các bác nhé. Size 42 dành cho chân dưới 26cm. Một đôi MTB của Shimano cực kỳ đẹp luôn, khóa vặn luôn các bác nhé. 86. Đôi này giá là 2 triệu. Để là 2 triệu luôn. Cái này là mã số mấy nhỉ? Mã số 4. 2 triệu cho đôi MTB của Shimano các bác nhé. Khóa vặn rất là xịn sò luôn. Và thiết kế cũng rất là đẹp. Đi đạp xe hoặc đi chơi đều ok. Rồi. Lại tiếp tục lên giày nữa. Em cứ lên hết một cái loạt trong cái video này. Còn để mà chia nhỏ ra để báo giá cụ thể và quay chi tiết cụ thể hơn nữa thì em sẽ làm video sau. Còn bác nào mà trong video em khui thùng này thì các bác chốt được thì chốt, mà không thì em sẽ làm video ở lần sau các bác nhé. Tiếp theo đây là một đôi CD, dòng này là CD Ven. À gì nhỉ, CD đây mã 56. Cái này mã 56, cái này là CD Y các bạn. Mã 56. Xem giá. Đôi này đế của nó là đế carbon này, đế carbon. Cũng đã sẵn can luôn các bác nhá. Can này còn rất là đẹp. Và đế còn rất là đẹp luôn. Đế gót cái thứ đẹp, có cửa gió phía trước và bo gót đằng sau. Dòng này là CD CD Y vậy. Với hai cái khóa hai bên. Size 41 của CD thì em sẽ đo cái kích thước lót thực tế để cho các bác lựa vào kích thước bàn chân của mình.
size 41 của CD thì các bác có chiều dài bàn chân khoảng 25. Chiều dài bàn chân khoảng 25, dưới 25 là các bác đi đẹp các bác nhé. Dưới 25 là đi đẹp. Đôi này là da rẻ các thứ là còn cực kỳ là mới luôn. Hàng này cũng là hàng lướt. Hàng lướt như mới luôn. Và giá đôi này thì em để là 3,2 triệu các bác nhé. Mã số 5 là 3,2 triệu. Đôi CDY cực đẹp luôn ạ. Gần như là mới tinh. Đây một món khác đi, món này là cái mũ này. Mã số 55. Là một cái mũ. Mũ của BNC các bác nhá. Bây giờ là mấy phút rồi? Một chiếc mũ của BNC. Màu thì là phối màu đen và màu xanh truyền thống của BNC. Đấy. Cái chiếc này thì nó cũng có hơi chảy nhẹ, có những vết xước lông mèo rất là nhẹ thôi. Đấy, vết xước lông mèo rất là nhẹ thôi. Phối màu đen và màu xanh của BNC các bác nhá. Cái này sản xuất tại Italy này, zoom. Made in Italy. Size đầu là size 55 tới 60. Vòng đầu các bác có vòng đầu từ 55 tới 60 là độ cái mũ này là vừa đẹp các bác nhá. Khóa các thứ là mượt mà hết. Cái khóa của BNC. Nảy đánh tách luôn. Chốt các thứ là ok hết ạ. Và giá của cái mũ này, cái mũ này thì em để cho các bác với giá là 1.450.000 các bác nhé. Mũ của BNC thì lúc nào nó giá nó cũng rất là cao, nhưng mà em mua được giá nó hợp lý thì sẽ để lại cho các bác giá hợp lý thôi. Mã số 6. 6 là 1.450.000. Đấy. Size đầu từ 55 tới 60 các bác nhé. Mã số 61. 61 là cái gì đây? Mã 61 là một đôi pedan. Pedan dòng này là dòng gì chắc là cũng rất là hiếm. Vì thấy giá nhập vào là cũng thấy hơi cao đấy. Pedan của Duray các bác nhá. Duray dòng này là dòng Duray 7800. Hàng mới luôn, nguyên hộp luôn, hàng này hàng cực hiếm ạ. Trên thị trường hiện nay để mua đôi này thì chắc chắn là rất là khó rồi, bởi vì nó đã ngừng sản xuất rất lâu rồi các bác nhé. Trong hộp thì chỉ có pedal thôi, không kèm theo phụ kiện gì hết. Và kèm theo mấy con ốc để bắt can. Ốc của Shimano, có chữ Shimano dập chìm ở đây. Đôi này là hàng mới, chưa qua sử dụng các bác nhé, còn nguyên túi ni lông này. Duray 7800. 7810. Made in Japan. Đôi này thì giá cũng khá là cao đấy. Giá này em để cho các bác với giá là 3 triệu các bác nhá. 3 triệu đôi này. Giá nhập nó cao rồi thì phải bán cao một chút thôi, bởi vì nhập vào nó cũng gần 3 triệu rồi. Lãi lời thì chắc được hơn 100.000, 120. 3 triệu luôn này. Hàng rất là hiếm luôn. Rất là khó để các bác có thể sở hữu được cái đôi pedal như thế này. Mã số 7. 3 triệu. Còn rất là nhiều đồ luôn các bạn. Một video này chắc là sẽ hơi dài đấy. Cái này là pedal BNC này. Mã 62.
số 2 Vedan UNC. Hàng lướt nhưng còn rất là đẹp. Trục rất mượt luôn các bác nhá, trục cực kỳ mượt luôn ạ. Màu xanh của BNC, dòng chữ BNC ở đây. Đôi này các bác sử dụng một mặt là với giày bình thường được và một mặt là sử dụng với can MTB các bác nhá. Đi hai mặt, sử dụng hai mặt ok. Một mặt đi với giày thường và một mặt là đi với giày của MTB. Đôi lướt nhưng còn rất là đẹp. Giá của đôi này là xem nào. 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000 đôi Vedan này. Đây là mã số 8. Một triệu bảy các bác nhá. Đây có một cái áo này. Áo BNC luôn. Này có 3 món BNC, một cái mũ, một cái một đôi pedal và áo này. Áo này mã 83. Mã 83. Áo BNC. Size L các bác nhá. Size L này. Size này thì các bác chắc tầm khoảng 70 kg mặc là đẹp. 65 70 kg mặc đẹp. Hoặc là nặng hơn một chút được, size L cũng khá là rộng. Các bác nào mà thích cái kiểu dáng của này thì em sẽ đo cái kích thước thực tế luôn. Ngang ngực là 48 các bác nhé. Ngang ngực 48. Chiều dài vạt áo phía trước. Chiều dài áo phía trước cho tới phần dưới cổ áo này, nó là 53. Đấy. Và cái chiều dài lưng ạ. Chiều dài lưng cho tới phần dưới cổ áo đó nhá, nó là 67 cm. Size L các bác nhá. Áo của BNC made in Italy. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Đằng trước này, đằng sau này. Cái áo này thì em sẽ để cho bác giá là 1.300.000. Hàng mới và thơm phức luôn. Mã số 8 là 1.300.000 ạ. À số 9 à. Số 9 là 1.300.000. Áo BNC ạ. Còn rất nhiều đồ luôn, còn cả giày nữa này. Đây này là một đôi RC3 màu đỏ nữa. Đôi này cũng size 41 các bác nhá. Đôi này thì mới hơn đôi kia một chút. Nhưng mà em vẫn để đồng giá. Hình thức thì nó cũng không khác gì nhau nhiều, bởi vì là cái mặt này bên này là người ta chưa vệ sinh. Bên này thì người ta có đi ít hơn một chút. Và nó cũng đã sẵn can thì em sẽ tăng cái đôi này 200. Tức là 2.200.000 cho đôi này. Size 41 các bác nhá, cũng cùng size với đôi kia. Đôi này là 2.200.000, đôi kia là 2.000.000. Cái là mã số 10. 2.200.000. Màu khá là hiếm, săn được hai đôi màu đỏ giống nhau. Mã 76. Mã 76 là một đôi Vedan. Đôi này là đôi gì đấy ạ? Đôi này là đôi 6002. À 6006. Ultra 6610. Cũng là hàng siêu hiếm, siêu độc luôn và siêu mới. Còn nguyên tem. Một chân bên này thì hơi chảy nhẹ. Có chảy nhẹ một xíu, bẩn ạ.
6610 Japan. Tối. Đôi này thì em sẽ để cho các bạn giá là 1,3 triệu các bác nhé, 1,3 triệu đôi này, màu nhũ bạc cực kỳ đẹp, chụp thì là mượt mà không có lỗi lầm gì hết. Một triệu ba, mã số 11. Đôi này thì cái hộp luôn. Tham hoặc Mavic. Màu vàng của Mavic. Một đôi pin của Mavic các bác nhé. Mavic và Tham thì nó sẽ sử dụng can giống nhau. Đôi này là mới nguyên hộp chưa dùng luôn. Dòng Mavic SL Zcelium SL kèm cả can các bác nhé, cả can và vedan luôn, can này, ốc vít này, vedan này, hàng mới chưa qua sử dụng, sản xuất tại Made in France, sản xuất tại Pháp. Đôi này thì em sẽ để là $2,000 các bác nhé, $2,000 gồm cả vedan và cả can luôn. Số 12. $2,000 các bác nhá. Đây một cái áo này. Cái mã 82. Mã 82 là một chiếc áo đến từ thương hiệu Lycos Sport, một thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp, thương hiệu có biểu tượng là hình con gà trống ạ. Size của chiếc này nó là size M các bác nhé, size M dành cho các bác có chiều cao từ 1m67 cho tới 1m73, 67 tới 1m73. Màu cực đẹp luôn, màu cam phối với cả màu cam nâu ở phía dưới, phối màu rất đẹp. Size M thì em sẽ đo cái kích thước thực tế của chiếc áo này. Với cái chiều ngang ngực của nó là 45. Chiều dài vạt áo phía trước thì nó là 44 các bác nhá, 44 cho tới phần dưới của áo này. Và chiều dài lưng, chiều dài lưng thì nó sẽ là 66 cm. Đấy. Giá của cái này thì em sẽ để cho các bác là 1,000,000 các bác nhé. Mã số 13 là 1,000,000. Giày tiếp ạ. Mã 57 RC3 màu trắng. RC3 màu trắng, size của đôi này nó là size 43. Size 43 sẽ dành cho các bác có chân
chiều dài chân khoảng 26,5 trở xuống các bác nhé, màu trắng, có những cái vết bẩn nhẹ thôi, và cũng đã sẵn can của MTB, à xin lỗi các bác, đã sẵn can của Shimano, can vàng 6 độ, hàng siêu lướt siêu đẹp luôn. Đôi này thì em để là 1,9 triệu các bác nhé, sẵn can luôn rồi. Mã số 14 là 1,9 triệu, size 43. Yên xe, yên số 52. Yên màu trắng. Yên này thì thôi để em về em thay xe vậy. Cái xe nào nó bị rách yên thì em sẽ thay. Mã số 78. Cũng là một đôi MTB. Đôi này hay tận hai khóa vặn, khóa này là cái khóa thế hệ 2 luôn các bác nhá, khóa thế hệ 2 không phải khóa thế hệ 1 đâu, rất là xịn luôn. Đế thì đế chống trượt. Đôi này là của Bestline các bác nhá, Bestline size 40 dành cho chân 25. Dành cho chân 25 trở xuống. Khá là nhỏ. 24,5 hoặc là 25. Đôi này thì em sẽ để cho bác với giá là 1,8 triệu. Khóa qua thế hệ 2 LI2. Mã số 15 là 1,8 triệu. 1,8 triệu các bác nhé. Có rất nhiều đồ nữa các bạn. Trong video này em nghĩ là không thể, không biết liệu có quay hết được không. Mã số 71. 71 là một đôi CD. Dòng này là dòng CD Anba size 43.5. Đôi này thì em sẽ để là 2,3 triệu các bác nhé, CD Anba. À đâu, xin lỗi các bác, đôi này nó là 2,6 triệu, em nhầm giá. 2,6 triệu, size 43 1/2. Triệu 6 các bác nhá. Mã 54. Đó là một cái vô tăng. Vô tăng của Bonchaker các bạn. Bonchaker carbon. Các bác lắp cho xe check thì nó quá là hợp thôi. Bonchaker thì nó hay gắn liền với thương hiệu check. Cái dòng này là dài 80 mm, tức là 8 phân,
và độ nghiêng của nó là 12 độ. Đấy, carbon các bác nhá. Cực đẹp luôn. Bên trong này thì nó có mã vạch ở phía trong. Trong này nó có mã số mã vạch ở bên trong. Đấy. Dài 8. Dài 8 phân. Nghiêng 12 độ. Cái này em để là 2,2 triệu các bác nhá. 2,1 triệu đi. 2,1 triệu cái Potang carbon này. Cái dòng này là dòng Potang Consager XXX ấy. Cực kỳ là đắt tiền. 2,1 triệu ạ. Đẹp. Ken Sven, dòng XXX này. 3 con X. Mã 89. Đây là một đôi bê đan. Đôi này thì để lắp xe. Đây có một chiếc, còn một chiếc nữa ở bên trong. Đôi này em mua để lắp xe. Đôi MKS bên Japan. Nếu mà các bác khách nào mà thích thì em vẫn bán mã 84. Đôi này khủng bố luôn. Cũng là một mặt thường và một mặt MTB. Trục mượt Shimano các bác nhé. Cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là nặng luôn. Hoàn toàn bằng kim loại. Kim loại 100%. Đôi này em có thể em để lắp xe. Lắp xe để bán. Hoặc là bác nào mà cần mua lẻ thì em vẫn bán. Đôi này thì em sẽ để là 1 triệu. Mã số 17. 1,2 triệu. Mã số 18 các bác nhé. 1,2 triệu. Đẹp như mới luôn. Mã số 88. Pedal của Lux. Đây một chiếc. Một chiếc nữa ở trong này. Quá nhiều đồ, bóc hơi lâu. Đôi này của Lux, đôi này là cái Lux kéo carbon. Cực kỳ là nhẹ và cực kỳ là mượt luôn. Hàng lướt nhưng còn tương đối là đẹp các bác nhé. Hầu như nó chỉ có bẩn nhẹ một chút thôi. Lux kéo carbon. Đôi này thì 1,4 triệu. Mã số 19 là 1,4 triệu. Trong này còn nhiều đồ lắm các bạn ạ. Em cũng chắc chỉ khui đến thế thôi. Còn những cái món kia thì để khui sau. Đây có một cặp bánh rời này, cặp Funcom Racing Quattro. Bản này bản cao 3,5 phân các bạn nhé. Dòng Racing Quattro của Funcom nó tương đương với dòng Kamba Sirocco 35. Lốp thì đã sẵn lốp của số 1B này. Sẵn lốp luôn. Hình như lốp này là lốp không xăm thì phải. Lốp mới đét. Lốp 725. Đây là bánh sau. Đây là bánh trước này. Racing Quattro. Má thắng nhìn đẹp. Keng Sven. Bác nhìn cái má phanh của nó. Zoom cho người xem. Bánh trước bánh sau đây nhá, sẵn lốp, lốp 1B, lốp rất là lốp cực kỳ là ác liệt luôn. Cảm giác như nó lốp nó dày cui này, cao su rất là mềm.
Đây là một cặp Mavic Action, Mavic Action. Cam lốc dẹt chân khuyên. Cũng sẵn lốp của Victoria. Đấy, hai cái bánh này. Và trong này thì có một chiếc xe nữa các bạn. Con này hôm trước em cũng đã có đăng bài trên Zalo rồi. Con này là con Zios chạy full đồ của Campa các bạn nhá. Con này thì tầm giá cực kỳ rẻ luôn, hơn 20 triệu thôi. Sơn thép full đồ Campa. Đấy, các bạn nhìn cái đồ Campa này, nhìn thôi. Đồ nó sáng, nó đẹp. Đùi đĩa Campa này, gạt đĩa trước Campa này. Sẽ zoom sát để cho các bác cùng xem cái con xe này. Đấy. Mới keng luôn các bác nhá. Xích líp này. Cùi đè này. Đề trước đề sau. Đĩa thì cũng gần như mới tinh, made in Italy. Con này chỉ có hơn 20 triệu thôi. Con này là rất đáng để các bác sưu tầm. Vành thì là vành của Ambrosio. Đấy, made in Italy. Vành cũng gần như là chưa chạy luôn này. Má vành còn đẹp nguyên, gần như chưa chạy được. Một thương hiệu rất nổi tiếng của Ý. Mà chưa bóc luôn, thôi để bóc sau. Càng là càng thép mạ chrome. Full đồ Campa các bác nhé. Và trong kia thì em còn một vài đôi giày nữa, nhưng mà video thì nó cũng đã khá là dài rồi. Thì em sẽ hẹn các bác ở những video lần sau, em sẽ tiếp tục bóc mấy cái món còn lại. Và những cái món vừa rồi em quay ấy, bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm nào thì có thể alo cho em Tuấn các bác nhé. Các bác cứ alo trực tiếp cho em. Em sẽ chụp ảnh kỹ hơn và tư vấn kỹ hơn cho các bác về những sản phẩm em quay ngày hôm nay. Và video thì em xin phép được kết thúc tại đây. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Xin chào tất cả mọi người.